Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu giày len cho bé quai chéo như thế này Ở mặt đế thì mình có dán một lớp đế xốp Đây, mẫu giày như thế này Dụng cụ mình gồm có len miêu cô tông Kim móc mình dùng kim móc 2 đầu số 4 Kéo các len Nút dùng để cài cái phần quai lại Ngoài ra còn có một lớp đế xốp ở đây mình đã cắt sẵn. Bây giờ mình sẽ dùng màu xám để móc cái phần mặt đế. Ở đây mình đã móc sẵn một mẫu mặt đế dày len như thế này. Ở clip trước mình có hướng dẫn cho các bạn cách móc mẫu mặt đế này thì mình có để link ở phần mô tả các bạn nhấp link tham khảo nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách móc cái phần thân trên. Từ cái mũi cuối cùng của mặt đế, đây, cái mũi dời cuối cùng này nè, các bạn đếm lên cho mình. 1 2 3 4, 5 và 6. Các bạn đâm kim vào chân móc thứ 6 và bắt đầu gây nên từ cái chân móc này. Đưa sợi len ra phía sau cái mũi móc. Móc và kéo len qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Thì cái mẫu dây này mình có dán đế cho nên mình sẽ để cái mặt trái của mặt đế xuống phía dưới và đưa cái mặt phải lên trên như thế này. Móc vào chân móc vừa móc á, móc vào đây cho mình một mũi nửa kép. Chân kế bên cũng móc cho mình một mũi nửa kép. Ở đây nó có hai chân móc nè, đây cái chân móc này nó có hai cái chân móc như thế này. Các bạn móc vào cái chân ở phía trong cho mình. Móc vào đây một mũi nửa kép. Chân kế tiếp cũng móc một mũi nửa kép. Thì khi móc các bạn giấu cho mình cái sợi len này vào trong cái mũi móc như thế này. Tiếp tục móc vào chân móc kế tiếp một mũi nửa kép cũng móc cho mình vào cái chân ở phía trong. Làm tương tự cho mình cho đến khi hàng móc ta được 22 mũi nửa kép. Chân kế bên móc một mũi nửa kép, cũng móc vào cho mình cái chân ở phía trong. Sau khi móc được 22 mũi nửa kép, tiếp tục móc lên hai mũi móc xích. thì khi gặp đôi mặt đế lại hai cái điểm này nó sẽ ngang bằng nhau như thế này ta tiếp tục quay ngược đầu móc lại móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi móc đến cuối hàng tiếp tục lên hai mũi móc xích quay ngược đầu móc lại. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. mỗi chân móc móc một mũi kép đơn và mỗi chân móc Sau khi móc đến cuối hàng móc lên cho mình tiếp tục 16 mũi móc xích. 2 3 4 5 6. Sau khi móc được 16 mũi móc xích tiếp tục lên 3 mũi móc xích và móc vào chân móc xích thứ 16 một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cuối hàng, tiếp tục móc vào cái phần thân sau ở đây, đây. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cuối hàng, tiếp tục móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Tiến hành giấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Thì ta được một chiếc giày ở bên phải như thế này. Đây, đây là chiếc giày bên phải. Đối với chiếc giày bên trái, khi các bạn móc cái phần thân sau ở đây, đây. Móc cho mình lên ba hàng móc như thế này, tiếp tục lên hai mũi móc xích, sau đó quay ngược đầu móc và móc các cái mũi kép đơn cho đến cuối hàng sau đó móc lên 16 mũi móc xích và móc cho mình một sợi dây tương tự. Móc đến cái điểm này thì các bạn dùng mũi dời nối vào và giấu cái phần len vào trong mũi móc. Thì ta được một chiếc giày ở bên trái. Tiến hành giấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Sau khi giấu len xong thì bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái phần qua chéo ở đây. Đây. Móc cái phần qua chéo từ điểm bên này cho đến bên này. Tính từ cái chân móc đầu tiên của cái phần gót giày nè, đây. Các bạn đếm ra cho mình. 1 2 3. Ta đâm kim vào cái chân móc thứ tư. Các bạn đâm cho mình ở cái chân móc nằm phía trong như thế này và thêm một cái chân móc, một phần chân móc của cái mũi nửa kép ở đây nè. Đây. Thì nếu như các bạn móc cho mình ở một cái chân móc ở ngoài này thôi thì khi móc lên cái mũi móc của ta nó sẽ bị hở như thế này. Đây, nó sẽ bị hở lên như thế này. Các bạn đâm thêm cho mình một phần của cái thân chân móc nửa kép ở đây nè. Đó. Sau đó đưa sợi len ra phía sau mũi móc, móc và kéo len qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Và móc vào chân móc vừa móc á, móc vào đây cho mình một mũi nửa kép. Chân kế bên cũng một mũi nửa kép, cũng móc cho mình vào cái chân ở phía trong như thế này. Chân bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép. Chân kế tiếp cũng móc một mũi nửa kép, cũng móc vào cái chân ở phía trong như thế này. Thì ở đây ta được 4 mũi nửa kép như thế này, tiếp tục móc lên hai mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại. Thì khi móc cái hàng thứ nhất các bạn cũng giấu cái sợi len thừa này vào trong mũi móc như thế này, sau đó cắt len, cắt cái đoạn len thừa này đi. Thì ta được một hàng móc hoàn chỉnh như thế này tiếp tục quay ngược đầu móc lại ở cái hàng móc này ta có bốn chân móc nè đây bốn chân móc các bạn móc vào chân móc đầu tiên cho mình hai mũi nửa kép cùng chân móc chân kế bên móc một mũi nửa kép ở hai chân móc cuối cùng này nè hai chân móc này các bạn chụm lại cho mình thành một chân các bạn lấy lên đâm kim vào chân móc thứ nhất móc và kéo len qua chân móc tiếp tục đâm kim vào chân móc thứ hai chân móc cuối cùng móc và kéo len qua chân móc khi chân kim được 4 mũi móc như thế này đây các bạn tiến hành kéo len qua hết các cái chân móc chân kim thì ta đã chụm được hai cái chân móc cuối cùng thành một cái chân móc ở phía trên như thế này tiếp tục móc lên hai mũi móc xích quay ngược đầu móc lại ở bốn cái chân móc tiếp theo này bỏ qua cái chân móc thứ nhất và móc vào cái chân móc thứ hai cho mình móc vào đây một mũi nửa kép chân kế bên móc cho mình một mũi nửa kép chân bên cạnh là cái chân cuối cùng nè móc vào đây cho mình hai mũi nửa kép cùng chân móc như vậy là ở đây mình đã móc được bốn mũi móc bằng với cái số mũi móc ở phía dưới móc lên hai mũi móc xích thì các bạn để ý cho mình ở cái phần quai của giày nè. Cái hàng phía trên này nè, các cái mũi móc ở phía trên này ta sẽ tiến hành thêm mũi. Còn các cái hàng móc dưới đây thì mình sẽ tiến hành bớt mũi. Quay ngược đầu móc lại. Thì ở cái mũi móc đầu tiên, đây, đây là cái hàng móc mà đối diện với cái phần đỉnh giày nè. Đây, các bạn móc vào cho mình hai mũi nửa kép cùng chân móc. chân kế bên móc một mũi nửa kép hai chân móc cuối cùng này các bạn cũng chụm lại cho mình thành một chân tiến hành lấy len đâm kim vào chân móc thứ nhất móc và kéo len qua chân móc sau đó đâm kim vào chân móc thứ hai là chân móc cuối cùng á móc và kéo len qua chân móc khi trên kim được 4 mũi móc như thế này tiến hành kéo len qua hết các cái chân móc trên kim móc lên hai mũi móc xích quay ngược đầu móc lại đây thì đây là cái đường móc mà đối diện với cái phần gót giày á. Đây, ở phía sau của gót giày như thế này. Các bạn bỏ qua cái chân móc đầu tiên và móc vào cái chân móc thứ hai á, móc vào đây cho mình một mũi nửa kép. Chân kế bên móc một mũi nửa kép. Chân móc cuối cùng á, đây, móc vào đây cho mình hai mũi nửa kép cùng chân móc. Tiếp tục móc lên hai mũi móc xích quay ngược đầu móc lại ở cái hàng móc tiếp theo các bạn cũng làm tương tự cho mình ở các cái mũi móc mà đối diện với cái phần đỉnh dày á ta thêm mũi ở đây và giảm mũi ở các cái mũi móc đối diện với cái phần gót dày á móc lên cho mình thêm các cái hàng móc tương tự như vậy cũng thêm mũi ở cái mũi móc mà đối diện với phần đỉnh dày chân móc nằm ở giữa thì móc một mũi nửa kép và hai chân móc cuối cùng này là cái chân móc mà đối diện với phần gót giày cũng chụp lại cho mình thành một chân kéo len qua bốn chân móc trên kim móc lên hai mũi móc xích và móc tương tự các cái hàng móc còn lại cho mình thì ở đây mình đã móc lên được 13 hàng mũi nửa kép như thế này tiếp tục móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len các bạn cắt cho mình một đoạn len dài để mình dùng cái đoạn len này may vào trong cái phần thân đế Bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái phần dây quay còn lại ở cái mặt bên này, cái mặt bên này của phần đế. Thì từ cái chân móc này, cái chân móc của cái phần thân này các bạn đếm lên cho mình 3 mũi nha. Sau đó ta bắt đầu móc từ cái chân móc thứ tư. Từ chân móc thứ tư các bạn cũng đếm lên cho mình 4 mũi. Đâm kim vào cái chân móc thứ bảy Đây, đâm kim vào đây. Cũng đâm cho mình vào hai cái mũi móc như thế này. Đưa cái sợi len ra phía sau mũi móc. Móc và kéo len qua chân móc móc lên một mũi móc xích và móc vào chân móc đầu tiên một mũi nửa kép chân kế bên cũng móc một mũi nửa kép chân bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép chân kế tiếp cũng móc một mũi nửa kép móc lên hai mũi móc xích thì ta được bốn mũi nửa kép như thế này khi móc các bạn cũng giấu cho mình cái sợi len thừa vào trong mũi móc như thế này thì cái khoảng cách ở đây ta cũng được 3 mũi móc tương tự như cái khoảng cách ở phía bên này. Quay ngược đầu móc lại. Ở đây là các cái điểm đối diện với cái phần gót dài ta giảm mũi và tăng mũi ở cái phần đối diện với cái phần đỉnh dài như thế này. Bỏ qua cái chân móc đầu tiên này, móc vào cái chân móc kế bên một mũi nửa kép. Chân bên cạnh móc một mũi nửa kép. Chân móc cuối cùng móc hai mũi nửa kép vào chân móc này là cái chân móc mà đối diện với cái phần đỉnh giày á móc vào hai mũi nửa kép móc lên hai mũi móc xích quay ngược đầu móc lại các cái hàng móc tiếp theo cũng móc tương tự cho mình ta cũng thêm mũi ở các cái mũi móc đối diện với phần đỉnh giày nè và giảm mũi ở các cái mũi móc đối diện với phần gót dây ở đây mình đã móc được 14 hàng móc tiếp tục móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len cũng cắt cho mình một đoạn len dài để mình may vào cái phần mặt đế thì ở cái phần quai đầu tiên á cái phần quai này ta móc 13 hàng móc thì cái phần quai phía bên đối diện các bạn móc cho mình 14 hàng móc khi đang chéo vô cái phần dây quai ở phía dưới sẽ ít hơn cái phần dây quai ở phía trên một hàng móc đây đang lại như thế này làm đối xứng với cái chiếc giày còn lại á cái sợi dây quay ở phần nút á đây ta đang ở phía trên như thế này thì cái phía bên đối diện các bạn cũng làm tương tự cho mình cũng đang ở phía trên tương tự hai sợi dây quay ở phía dưới này nè ta cũng đang ở phía dưới cho mình đây đang chéo như thế này thì khi đang lại hai cái sợi dây ở phía trên này nè nó sẽ tạo nên một cái hình chữ V như thế này đây bây giờ mình sẽ tiến hành may cái phần quay này vào trong cái mặt đế các bạn có thể dùng kim khâu len hoặc là kim móc để may cái phần quai này vào trong cái mặt đế thì cái khoảng cách giữa hai cái dây quai này nè đây nó sẽ cách nhau bởi bốn mũi móc như thế này ba bốn các bạn đâm kim vào cái chân móc thứ năm á ta bắt đầu may từ cái chân móc thứ năm từ cái khoảng cách bốn mũi móc như thế này nè các bạn tiếp tục đếm cho mình bốn mũi móc nữa do cái điểm kết thúc của phần dây quai nó nằm ở đây nên ta sẽ tiến hành đếm cho mình thêm 4 mũi móc và bắt đầu may từ cái chân móc này. Đây, đâm kim vào cái chân móc này cho mình và đâm thêm một phần của cái thân chân móc mũi nửa kép ở phía dưới này nè. Sau đó đâm vào cái chân móc đầu tiên này của cái phần vai á. Kéo cái sợi len qua cái chân móc. Đưa sợi len lên phía trên, tiếp tục đâm kim vào cái chân móc kế bên của cái mặt đế này nè. Đồng thời đâm kim vào chân móc kế bên của cái phần dây vai sau đó móc và kéo len qua hai cái chân móc này, làm tương tự cũng đâm kim vào hai chân móc tiếp theo của mặt đế và cái phần dây quai á, sau đó kéo cái sợi len qua cái chân móc. ở cái chân móc cuối cùng này nè, các bạn đâm kim vào chân móc cho mình, đồng thời đâm kim vào một phần của cái thân mũi nửa kép ở phía dưới này nè, sau đó đâm kim vào cái chân móc cuối cùng của cái phần quai, kéo cái sợi len qua các cái chân móc. tiếp tục đâm kim một lần nữa vào cái chân móc cuối cùng này nhưng lần này ở mặt đế các bạn đâm kim cho mình từ dưới lên đang đâm kim qua cái chân móc này đồng thời đâm kim qua cái chân móc của cái phần dây quai á móc và kéo len ra phía sau cái mặt đế thì ta đã đưa được cái sợi len này ra phía sau của mặt đế các bạn tiến hành giấu cái sợi len thừa này vào trong các cái mũi móc Đây, dấu len như thế này thì khi dán đế ta sẽ che được cái phần dấu len ở đây. Thì ta đã may được một cái phần quay vào trong cái mặt đế như thế này. So sánh với cái chiếc giày còn lại á thì đây là cái sợi dây quay nằm ở phía trên. Thì sợi dây quay còn lại các bạn sẽ luồn vào phía dưới cho mình. Luồn xuống phía dưới như thế này. Chừa ra một khoảng cách 4 mũi móc ở đây. Sau đó may tương tự cho mình giống như cái phần mà mình vừa may bên này. Sau khi may cái phần dây quai vào trong cái mặt đế, các bạn tiến hành may cho mình một hạt nút ở đây và dùng keo nến để dán cái phần mặt đế này vào trong cái đế len. Đây, dán vào. Sau khi may nút và dán cái lớp đế xốp vào trong cái mặt đế dây len á thì ta được một đôi giày quai chéo cho bé xinh xắn như thế này. Chúc các bạn thành công.